đây là giờ thánh nhạc dâng Chúa đời con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Và chương trình dâng Chúa đời con radio được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa vào lúc 8:30 mỗi tối thứ ba hàng tuần. Kim Thúy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đồi Sọ, núi Sọ còn được gọi là đồi Can Vê hay đồi Golgotha, nay nằm trong khu vực nhà thờ mộ Thánh Chúa trong thành Jerusalem. Hiện nay, dưới bàn thờ thuộc quyền cai quản của chính thống giáo còn một cái lỗ tròn là nơi cây thánh giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã được dựng lên cách này hơn 2.000 năm. Xung quanh vẫn còn vết tích núi đá ngày xưa. Ở phía nam của bàn thờ, qua hành lang nhỏ đi chung quanh phía cuối gian cung thánh của nhà thờ là một cầu thang lên đồi Golgotha, là nơi đóng đinh Chúa Giêsu. Nơi đây là nơi được trang trí nhiều nhất của nhà thờ. Bàn thờ chính ở đây thuộc về chính thống giáo Hy Lạp, trong đó có đá đồi Golgotha, chặng đằng thánh giá thứ 12. Đá này có thể nhìn thấy dưới lớp kính trên cả hai phía của bàn thờ. Bên dưới bàn thờ có một lỗ được cho là lỗ để dựng thập giá lên. Dòng Francisco của Công giáo chúng ta có một bàn thờ ở bên cạnh là nhà nguyện tưởng niệm việc đóng đinh vào thập giá của chặng đường thánh giá thứ 11. Phía bên trái bàn thờ này, về hướng nhà nguyện của chính thống giáo, có một tượng Đức Mẹ Maria là chặng đường thánh giá thứ 13, nơi xác Chúa Giêsu được tháo khỏi thập giá đem xuống trao cho gia đình. Thưa quý vị, dấu tích xưa còn đó, ân tình Ngài còn đây, ghi đậm hình ảnh Chúa lê tấm thân đẫm máu vác thập hình lên núi Sọ, rồi cô đơn chết thê lương trên ngọn đồi năm nào để cứu rỗi linh hồn chúng ta. Trong tâm tình này và để mở đầu cho chương trình thánh ca hôm nay, Kim Thúy mời quý vị cùng hiệp ý với các anh Thiêm Nguyễn, Tiến Dũng, Đình Thiện và Thiên Triều trong nhạc phẩm Trên đỉnh đồi xa, một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Thu. Kim Thúy mời quý vị. Nơi hoang vu chiều đã xuống âm, trên đồi cao hàng cây nghiêng gió lao xao. Ôi cơn gió nào nơi đồi xa, Ngài đã chết, giang tay tròn kia, chết với đắng cay, chết với đọa đày. Cơn đau kia rồi cũng sẽ tan nhanh, xin tình yêu người vẫn luôn nở trên hồn, lời xin với đời. Xin tình yêu người hãy đến cho say hồn men với những kính tin mãi trong đẹp xinh. Người đã chết trên nơi hoang vu, dấu chân miệt mù lệ trên ngài trông, với đôi vai gầy xa xôi đơn côi về nơi ngàn người. Tình yêu đó trong tim con đây, mến yêu đêm ngày, ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, còn như trời vời trên dòng nước trôi. Ngài đã chết cho con, xin tình yêu Ngài dạy con biết thứ tha và biết đáp đền. Như ngày xưa ngàn cay đắng nhưng luôn trầm lắng yêu thương thế nhân, tha luôn lỗi lầm. Giêsu ơi, Ngài đã chết cho con,
quên từ đây đời con sẽ biến đau thương thành muôn đóa hồng. Xin tình yêu ngài ghi khắc tim con tình mến mến Chúa thiết tha như trên đồi xa. Người đã chết trên nơi hoa vu, dấu chân mịt mù lệ trên gai trâu, với đôi vài ngày xa xôi đơn côi về nơi đất người. Tình yêu đó trong tim con đây, mến yêu đêm ngày, ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, con như chơi vơi trên dòng nước trôi. Người đã chết trên nơi hoang vu, dấu chân mịt mù lê trên cánh trâu, với đôi vai gầy xa xôi đơn côi về nơi ngất ngây. Tình yêu đó trong tim con đây, bên yêu đêm ngày, ôi cao siêu thay, Chúa thương con rồi, con như trời vơi trên dòng nước trôi. Thưa quý vị, trong năm phụng vụ đều có phẩm phục đặc trưng riêng cho từng mùa. Màu sắc của phẩm phục trong mỗi mùa cho chúng ta biết ý nghĩa và sứ điệp của mùa đó. Trong hai mùa, mùa vọng và mùa chay có thêm phẩm phục màu hồng vào tuần thứ ba mùa vọng và tuần thứ tư mùa chay. Việc dùng màu hồng trong nghi lễ phụng vụ mang ý nghĩa của sự vui mừng và phấn khởi. Lý do thật sự của ngày Chúa Nhật vui Laetare, mà tên gọi xuất phát từ ca nhập lễ trong ngày này, Laetare Jerusalem, nghĩa là hãy vui lên hỡi Jerusalem. Sau đó đã bị lãng quên, rồi đến thời Đức Giáo Hoàng Innocente Đệ Tam, Chúa Nhật Hồng được mang lấy một ý nghĩa khác, đó là để an ủi cho các tín hữu khỏi bị ngã lòng nản chí vì nỗ lực kéo dài trong mùa chay và giúp họ tiếp tục chịu đựng những hạn chế với tâm hồn thanh thản và nhẹ nhàng. Và để tiếp nối chương trình, Kim Thúy mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tìm về bên Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Duy với hai tiếng hát Gia Huy và Nhã Uyên. Kim Thúy mời quý vị theo dõi. Tôi đi tìm tôi giữa cuộc đời, tìm một giấc mơ hy vọng. Tôi đi tìm tôi giữa những dao động, những khát khao cuộc đời. Qua mái đầu xanh nghĩ suy lại, đẹp nhất phút giây mình đang có. Cuối con đường đó nơi ánh sáng chiếu soi, tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muộn phiền ưu tư sẽ tan biến qua nỗi đau phận người. Tìm về bên Chúa cho qua đi năm tháng đời còn mong tôi. Tìm về bên Chúa nơi hạnh phúc chứa chan nụ cười, kề bàn tay Chúa bao hơi ấm Chúa luôn gọi mời. Về cùng ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính tôi. Tôi đi tìm tôi giữa cuộc đời, tìm một giấc mơ hy vọng. Tôi đi tìm tôi giữa những dao động, những khát khao
cuộc đời. Qua mai đầu xanh nghĩ suy lại đẹp những phút giây mình đang có, cuối con đường đó nơi ánh sáng chiếu soi tôi tìm được chính tôi, tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muôn phiền ưu tư sẽ tan biến qua nỗi đau phần người, tìm về bên Chúa cho qua đi năm tháng đời còn bóng tối, tìm về bên Chúa nơi anh phúc Chúa chan nụ cười, kề bàn tay Chúa bay áo, Chúa luôn gọi mời về cùng Ngài thôi nơi anh xa, cho tôi tìm được chính tôi, tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muộn phiền ưu tư sẽ tan biến qua nỗi đau phận người, tìm về bên Chúa cho qua đi năm tháng đời còn bóng tối, tìm về bên Chúa nơi hạnh phúc anh Chúa chan nụ cười, kề bàn tay Chúa bay ơi, Chúa luôn gọi mời về cùng Ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tìm về bên Chúa với hai tiếng hát Gia Huy và Nhã Uyên. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau khi tổng đài gửi đến quý vị ít thông tin thương mại. Trở lại với giờ thánh ca dâng Chúa đời con, thưa quý vị, phụng vụ mùa chay không ngớt kêu gọi chúng ta hãy hoán cải, hãy sám hối, hãy trở lại với Chúa, về với anh em. Nhưng để có thể làm như thế, chúng ta phải quay về với chính mình là chủ thể của mọi cuộc hoán cải. Chúng ta dễ dàng đánh mất chính mình, hay ít nhất là quên mất chính mình trong cái thực tại bên ngoài, trong hoạt động và thú vui đủ loại. Chúng ta thường xoay quanh mình hơn là đi vào trong chính thâm tâm mình. Chúng ta thích nhìn mình qua một hình ảnh nào đó mà xã hội đã phác vẽ về ta, hoặc hình ảnh mà ta tự gán cho mình một cách thuận lợi nhất, đẹp đẽ nhất, nhưng thường không ăn khớp với con người thật của mình. Mùa chay mời gọi chúng ta cầu nguyện chuyên cần và làm việc hãm mình hơn, phạt xác một cách đặc biệt hơn. Đó cũng là những cách giúp ta ý thức hơn về mình. Không phải tình cờ mà mùa chay thường nhắc tới sa mạc. Chúa Giêsu trong sa mạc, ông Môi-se trong sa mạc, dân Israel trong sa mạc. Thưa quý vị, sa mạc là nơi con người không còn có gì bên ngoài để bám víu. Họ chỉ còn lại cái gì họ hiện có và cốt yếu là chính bản thân mình. Cám dỗ có thể đến từ đây mà hoán cải cũng dễ đến từ đây hơn. Người Công giáo quen nói đi sa mạc để có ý nói đi tĩnh tâm. Xưa nay giáo hội vẫn muốn biến thời gian mùa chay thành một cuộc tĩnh tâm dài và đặc biệt. Ước mong sao trong mùa chay thánh này chúng ta cũng biết thay đổi cách sống của mình, tránh xa thói lười biếng, luôn chuyên cần, cầu nguyện, thực hành lời Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Amen. Chúa ơi, con hướng lên Ngài, tràn chứa hy vọng, vững tin muôn đời.
Vừa thưởng thức nhạc phẩm Dù Con Chưa Thấy Ngài, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy với tiếng hát Thanh Hiền, Hường Vũ, Bích Ngọc và Minh Châu. Thưa quý vị, có khi nào ta tự hỏi đã bao lâu rồi mình không còn nghe được tiếng chim hót buổi sớm mai không? Không còn ngã mình trên cỏ để nghe tiếng dế kêu, nghe hơi thở của đất trời. Đã bao lâu rồi ta không lặng lẽ trước bao la biển cả để nghe tiếng sóng vỗ vào gành đá, tiếng hải âu vỗ cánh bay lên trời xanh. Tất cả cái bình dị ấy đã bị dòng xoáy của công nghệ thông tin nuốt chửng, khiến chúng ta quên đi nỗi khao khát trở về với lòng mình để tìm một nốt lặng bình yên cho cuộc đời vốn dĩ có quá nhiều bất trắc này. Trước khi gửi đến quý vị một sáng tác của linh mục Nguyễn Tuấn tiếp theo đây, Kim Thúy mời quý vị lắng nghe lời tâm tình của Sơ Teresa Trúc Băng, dòng chú quan phòng Cần Thơ khi nghe nhạc phẩm này. Thưa quý vị, Sơ đã viết như sau. Cho đến một ngày, tôi đi linh thao để chuẩn bị khấn trọn. Trong đêm cầu nguyện ở ngoài trời, dưới chân cây thánh giá, gió thổi làm những chiếc lá rơi xào xạc. Từng hạt mưa bụi bay lất phất. Chúng tôi cùng suy niệm về sự khổ nạn của Chúa Giêsu và được mời gọi sám hối. Sau đó một ca khúc cất lên. Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta. Giai điệu như thiết tha mời gọi tôi trở về nơi sâu thẳm của cõi lòng để nghe, để chiêm niệm, để thấy mình đang ở đâu trong cuộc đời này, để thấy mình cần gì và thấy mình là ai. Và bây giờ Kim Thúy mời quý vị hãy lắng nghe Lâm Bảo trong nhạc phẩm Lặng, một sáng tác của linh mục Trần Tuấn. Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô xô trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hát hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh, cho trái tim xanh tan nhanh. Nhìn lên thanh giá, Chúa đã
đang giang tay lặng im, từ từ trên thánh giá Chúa có nghe con nài van. Vì sao Chúa hỡi cứ như vô tình không nghe, lòng con sắc xe ôm nỗi đau riêng Ngài ơi. Vì sao Chúa hỡi Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sau tim vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh? Nhận bao hy sinh, thương đau như Chúa trên thập hình. Chúa hỡi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sau tim vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh? Thưa quý vị, Kim Thúy xin mượn tiếp lời của Sơ Trúc Băng để kết thúc chương trình Thánh Ca hôm nay. Xin cảm ơn linh mục nhạc sĩ Trần Tuấn đã viết nên một ca khúc thật ý nghĩa trong bối cảnh xã hội hiện nay để nhắc nhở tôi giữa những bộn bề, sao động của cuộc đời. Hãy cho lòng mình một khoảng lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta. Cảm ơn ca sĩ đã trình bày tròn trịa một ca khúc tuyệt vời như thế. Lời ca da diết chân thật. Tôi nhận ra mình cũng đã từng nhìn lên thánh giá than thở với Chúa trong những lúc sóng gió cuộc đời. Vì sao Chúa, hỡi Ngài, đành mặc bỏ con vậy sao? Hãy lặng để nghe Chúa trả lời bằng chính ngôn ngữ yêu thương của Ngài. Và Kim Thúy cũng xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và đã luôn ủng hộ chúng tôi. Kính chúc quý vị một mùa chay thánh đức, một đêm an lành và một tuần lễ thật hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.